Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng tay ga, rất là nhiều dòng tay ga luôn, từ rẻ tiền tới mắc tiền á. Thì các bạn nào mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay thì mình sẽ mời anh Thắng hỗ trợ giới thiệu chi tiết cho anh chị và các bạn nha. Hello, xin chào cả nhà mình. Thì lại tiếp tục về xe, em sẽ giới thiệu với cả nhà mình những dòng xe mình gửi hàng. Và hôm nay chủ đạo là giới thiệu với cả nhà mình là dòng xe tay ga nhỏ nhỏ xinh xinh, giá thì rất là ok, rất là rẻ. Ví dụ như cái dòng xe tay ga mà phun xăng điện tử của Yamaha, ví dụ như là Noza hoặc là Classico rồi là Liberty gì đó, trên dưới 10 triệu cũng có luôn đó. Thì đây, đi vào trong này thì em sẽ giới thiệu với cả nhà mình. Cái này hàng này là hơi kịch nhỉ. Hàng này bữa nay Việt thế. Việt quay sau đi. Thì bên cửa hàng em vẫn bán hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh chị em là có nhu cầu thì cứ tới cửa hàng số 5 Lý Thường Kiệt, Gia Bình Dương và liên hệ qua số điện thoại của em, Việt sẽ ghi bên dưới màn hình. Và ví dụ anh chị em nào mà ở xa mà không có điều kiện tới được thì có thể là bên em sẽ ship cho anh chị em mình là hỗ trợ bán online. Thì những cái xe như này anh chị em mình đặt cọc cho em vài triệu thôi, và cần hỗ trợ về tài chính trả góp thì anh chị em mình là chuẩn bị cho em là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đó. Những cái xe mà dưới 40 triệu thì không cần trả trước nhé. Ví dụ như cái xe Noza 11.900 này đi đó, ví dụ anh chị em nào mà cần hỗ trợ thì có thể là còn đem tiền về bởi vì xe nó có 11.900, đấy là em nói vui thôi nhá nhưng mà có thật mà rồi tiếp theo cái con này, để vào chủ đề chính em giới thiệu với mình là con Noza 11.900 biển số 60. Thì con này đời 2015 2013 xin lỗi chứ 2015 đúng không 2013 này là ghi nhầm 2013 11.900 cho một chiếc xe rất chi là ok luôn, phun xăng điện tử hết luôn nhá, xe còn rất là đẹp cứng của hãng Yamaha mà. Yamaha. Thời điểm này xanh tanh thì những con như thế này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất nha mọi người. Rồi, người ta bảo là giá xăng chăng tăng thì cái tất cả các loại dịch vụ cái gì cũng tăng. Thế nhưng mà riêng cái dòng xe Honda cũ mà đặc biệt xe không Honda tăng à? Là không phải tăng mà còn phải giảm. Đang giảm rất sâu, hỗ trợ rất tốt cho anh chị em mình. Rồi, tiếp theo là Liberty phun xăng điện tử đời 2012. Con này có 12.900 thôi. Biển số 79. Xe cực kỳ là ok nhá. Thì bây giờ cái lúc trước mà nói thật ra là cũng ví dụ như em nói là xin phép nói là cái dòng này thì cũng là một điều ước của bao nhiêu người. Đúng không? Để đúng có rồi. Một chiếc xe như này. Để mà lấy vật tay như thế này thì trước đời cũng là một con xe thương hiệu rất chi là sang. Đó. Mà giờ này nó chỉ có 12.900 thôi. Xe thì đi khung sườn thì chắc chắn ok, phun xăng điện tử rồi thì nó cũng không hao xăng, mà hao hay không thì nói chung là cũng do người sử dụng nữa anh chị em mình nhé. Đó, không đấy em chia sẻ thật, có thể là mình chăm sóc xe nó tốt hơn, ví dụ như là thay bô e lọc gió gì đấy lâu lâu thì nó thông thoáng đi thì nó đỡ rút xăng. Rồi tiếp tục con Liberty luôn, biển số 37 nha mọi người. 37, con này cũng 12.900. 12.900 à. Rồi, sang đây còn một con Liberty phiên bản ABS, phiên bản S là đời 2017. Giá là 26.900, biển số 93P2 26133. Và kỳ này em cũng có Vespa luôn. Mà đúng là Vespa thì về đâu hết đấy. Bởi vì sao? Các chị em rất thích cái dòng này, kiểu dáng nó rất là đẹp, sang. Đó, này, rất là đẹp luôn. Màu vàng, vàng đen rất đẹp nha mọi người. 93P1 34949. Ôi trời, số đẹp thế. Con này giá sao anh? 4949. Con này giá nó cũng mềm thôi. Đâu để kiểm tra. Con này là giá là 18.900. 18.900 nhá. Đó. Rồi tiếp theo NVX thì bữa hôm qua hôm kia thì còn mấy chiếc, nhưng mà bữa nay còn có chiếc à? 125 hết rồi, 125. ABS khóa smart key giá là 22.900. Chỉ có 22.900 thôi. Còn đúng một con thôi. Còn đúng một con duy nhất ạ. Anh em ủng hộ khá nhiều ạ. Rồi. Vario.
sang đến Vio. Vio thì đây, Vio 150, biển số 47K1 31305. Thì cái này xe này bên cửa hàng bán là 45.900.000. Đó. Tặng nón, tặng nhớt, tặng bảo hiểm xe và bảo hành xe cho anh chị em mình. Xe máy móc thì bao zin luôn. Đó. Rồi lại là nói dòng này nữa. Kỳ này thật ra thì dòng AB và Vision là rất được chạy luôn. Về đâu hết đấy. Con này mới về xong này. 33.900.000 phiên bản 2019. 2019, 2020, cuối 2019, 2020 nhé. Không nhớ đời thì cứ để lại cho chú nhé, đừng có bị lộn. Đó. Thì con này là khóa Smart Key cả nhà nhé. Khóa Smart Key, biển số 71B4 01741. 33.900.000. 33.900.000. Dạ, rồi ra đến ngoài cũng là AB, biển số 68. Bữa trước con... có bữa nay có được vài em rồi đó. 68C141719, biển số cũng khá là đẹp, dễ thương. Con này thì khóa chìa. Khóa chìa thì nó rẻ hơn cái con kia. Dạ, giá của nó chỉ có 27.900.000, đời 2019 luôn đó, chứ không phải 2018 rồi. Này. Đó. 27.900.000. À, rồi tiếp tục qua đây. Lại là Vio ạ. Thì như anh chị em mình thấy con, này. Con này bô xăng lửa hả? Ờ. Con này đẹp đó. Lắm. Bô xăng lửa. Mâm nhỏ. Mâm này là mâm con này đời nhiêu anh? Hả? Con này đời nhiêu? 2019 thôi. 2019. Thật ra thì cũng chẳng quan trọng. À, 2019 hay 2020 thì nó hết mình. Yêu mình thôi. Test thử. Rồi, hết mình. Máy con này thì bô xăng lửa nhá. Chạy là nhỏng đầu, nó bốc đầu rồi. Bao nhiêu anh? À, giá của nó hả? 44.900.000. 44.900.000. 44.900.000. Này lại ghi. Này cua ghi 45 này. 44.900.000. Ok. Rồi. Chúng qua đây. Vision. Vision ạ. Vision thì lúc nào cũng có, thì cứ vơi đi rồi lại đầy. Nói chung là hàng nó về liên tục đó mọi người. Lúc trước ở mấy chục chiếc. Nhưng mà bây giờ chỉ còn từng này. Nói chung là hàng này hàng mới về hết nhé. Như con đây là con biển số 67. Giá 21.900.000. Như anh chị em mình thấy không? Xe mới tinh ạ. 67L1 61207. Đó. Cần hỗ trợ trả góp thì anh chị em mình chỉ cần cầm chứng minh nhân dân tới hoặc căn cước công dân tới là cầm xe về. Xe của bên em thì em cũng giới thiệu với cả nhà là sang tên toàn quốc được hết ạ. Đó. Chứ anh chị em mình khỏi lo về vấn đề giấy tờ nhé. Rồi, qua Vision màu đỏ luôn. Màu đỏ này là mẫu màu 2020. Này, màu này hiếm lắm. Ừ, màu giờ đỏ là cháy hàng liên cháy. Tục. Biển số 78, 30.900.000. 30.900.000. Qua màu đen biển số 61 luôn này. 61D198264 2019 28.900.000. Rồi đây cũng là Vision màu vàng. Một bông mai vàng. Là 2012 giá 12.900.000 biển số thành phố 59U1 26113. Xe máy móc cực kỳ là ok, để xem còn bình không, test thử cho anh chị em mình luôn. Yếu bình. Máy móc thì rất là êm luôn. Cái này là xe này một đời chủ luôn đấy cả nhà nhé. Rồi tiếp theo sang đây là con biển số 68 mẫu 2020. Con này cũng 20.900.000 khóa Smart Key. Rồi màu trắng. Màu trắng tinh, dán keo nguyên con, 29.900.000 đời 2020. Rồi. Và sang đây, màu đen màu tiếp, đen. Biển số 71. 28.900.000 mà con này được giảm 1.900.000, là còn 27.000.000. Rồi, qua Vision cuối cùng. Vision 2014.
À đúng rồi, 2014 này ghi này hỏng hết rồi. Trời trời trời. Ghi lộn đời hết. 2014 giá là 14.900.000 nhé cả nhà nhé. Biển số 61G. Ok, 61G. Máy móc thì rất là ok luôn. Rồi, chuyển qua AB Thái luôn đi. AB Thái. Thật ra thì cái cặp này em lỗ rồi. 46.900.000 mà giảm tới 3.900.000. Còn có 43.000.000 mà đã được bao hồ sơ. Hồ sơ thì sẵn ở trong tủ kia. Đó. Xe thì máy móc zin. Nước sơn còn zin luôn. Xe rất là đẹp luôn. Anh chị em nào có nhu cầu ủng hộ em nhé. Bởi vì là nói chung là tại sao đời 2011 thì có nhiều anh em á, thì bảo tại sao cái đời này mà còn như vậy, thì nó là AB Thái. Mà đã là hàng Thái rồi thì những anh em mà chơi am hiểu thì mới xuống tiền. Đúng, đúng rồi. Còn nhiều khi là anh em bảo là sao cái đời đó mà giá lại tầm 40 mấy triệu. Cũng có thể là có người bảo ui sao mắc thế. Mà đúng thế thật. Người ta có tiền nào của đó các bạn nhé. Rồi. Rồi tiếp theo Janus. Janus con biển số 62 màu trắng, 62T113474. Con này giá của nó là 18.900.000. 18.900.000. Và con biển số 37 này cũng 18.900.000 luôn, khóa Smart Key. Ok. Dạ, em có một con Acuro của Yamaha biển số 69 14.900.000. Đó. Ok. Và Janus tiếp theo, Janus khóa chìa biển Sài Gòn 59X3 11587 17.900.000. Đó. Lít này thì lít đặt cọc rồi. Hết luôn à? Lít hết luôn à? Hết rồi. Anh nhớ còn hai con à? Ngoài ra thì ở bên bên kho bên kia nó vẫn còn một dòng tay ga giá rẻ, thì khả năng anh em mình qua đấy giới thiệu luôn. Nhá. Ok. Còn SH hẹn cái video riêng okay. Cho SH. Ok chưa? Ok ok. À, đi, đi đi cầm máy qua luôn. Con này thì dòng giá rẻ quay luôn cho anh chị và các bạn ha. Xe ai đây? Đã đây. Vị thế quan trọng thế sao mà đúng thế thật. Thật ra thì gọi là đã gọi là kho rồi thì nó tùm lum hết. Đúng rồi, nó đủ các thể loại. Nhưng mà xe thì rất là đẹp luôn. Khổ tội em nó không. Con này còn dán keo nguyên xe luôn. Mà riêng AB đầu bò á, bên cửa hàng bán trừ 13 triệu một chiếc. Anh chị em muốn mua chiếc nào thì mua. Đây như thế này. Ai lại như thế này không? Nó như thế này. Có 13 triệu luôn. 13 triệu luôn. À ra đây. Mới đổi à? Ừ, khách nô 6 triệu, còn nguyên đất. Biển số 63. Biển số 63. Mấy đứa ơi. Cuôi. Cuôi. Duy ơi. Đấy, không có người làm mọi người. Vinh ơi. Hả? Hết. Không có người làm nên nó hơi ơi, nó lộn xộn thế này đây ạ. Khổ em không? 6 triệu à? 6 triệu. Rồi. Con lôi kia. Mấy con xe này ra rửa đi, đất cát không này. Mấy đứa ở đấy đấy. Rửa kia con AB ngoài đấy nữa. Rửa đi bụi quá. Rồi, Novo 5 thì vừa rồi đấy, em nói chung là thông báo với cả nhà là em xả thành công. Hết luôn. Hết luôn. Cái này cũng mới đổi về này. Giá 11.900.000 này. 11.900.000. 11.900.000. Tại toàn những con xe giá rẻ, xe đi làm. 11.900.000. À kia có đấy, có con Mio Classico. Okay. Biển số 93. Con đấy là giá là 9.900.000. Rồi. Còn AB đầu bò là 10 triệu cái gì? 13 triệu. AB đầu bò 13 triệu. Acilo. Acilo 10.900.000. US 8.900.000. Đó. Rồi Acilo ở đây cũng 10.900.000 luôn. US này cũng 8.900.000 luôn. RS màu đỏ đen này cũng 8.900.000 luôn. Con AB 208 này là 10 triệu. 10 triệu. Surut. Sirius. Sirius này con này là 9.900.000. Surut 9.900.000. 9.900.000. Bánh mâm thắng đĩa phiên bản RC. Biển số Sài Gòn. Ở đây có một con là đời 2020 luôn, Sirius này.
2020. Bánh nhỏ. Đó, máy móc thì zin đét, xe rất là đẹp luôn. Bán anh em mình là 12.900. Đó. Rồi, còn lại lô AB đầu bò đây cứ 13 triệu. 13 triệu một chiếc. Một chiếc cứ tới lựa nha. Kìa, con UI 6 triệu. Quay RSX 6 triệu. Đó. Còn ngoài ra thì tùm lum xe luôn. Ôi trời. Rồi, thì đó là trong video clip này mình giới thiệu những cái dòng mà xe giá rẻ cho anh chị và các bạn ha. Từ 6 triệu là thấp nhất ha. Cao nhất cũng chỉ là 3 mới 4 mới tùy theo con thôi mà số lượng rất ít. Các bạn nào mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0923714 và 448 ha. Mình sẽ ghi bên trên nha, mọi người cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là Alo cho anh Thắng ha. Ok. Rồi, ok, chào mọi người ha.